Hôm nay là một ngày đặc biệt, đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc sống mới với những thói quen sinh hoạt mới và cả những lối tư tưởng mới. Nhưng quan trọng hơn là hôm nay đánh dấu một trong những dịp hiếm hoi trong đời mà chúng ta có thể dõng dạc tuyên bố rằng chúng ta là thành viên mới của một cộng đồng. Và ngày hôm nay, đó chính là cộng đồng Fulbright. Fulbright là một cộng đồng mà tất cả các giảng viên, sinh viên và nhân viên đồng kiến tạo đều trở thành một cộng đồng học tập, phát triển cùng tiến. Chỉ khi mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm và duy trì những cái giá trị đạo đức, những cái cam kết chung và những chuẩn mực chung về chất lượng, thì cộng đồng của chúng ta mới có thể phát triển hưng thịnh. Mỗi người đều có những hệ giá trị cá nhân khác nhau, nhưng ở đây thì mọi người đều có giá trị như nhau. Với tinh thần cộng đồng và sự tôn trọng, thì chúng tôi mời các bạn, những tân sinh viên của chúng ta, chính thức gia nhập cộng đồng Đại học Fulbright Việt Nam bằng cách cùng tôi xướng lên chuẩn mực đạo đức Fulbright. Qua hành động này, thì các bạn cam kết sẽ giữ vững những nguyên tắc đạo đức được xem là chuẩn mực để Fulbright luôn phát triển và trở thành một cộng đồng cùng học hiệu quả. Tôi xin mời các bạn sinh viên cùng đứng lên ạ. Và ta hãy cùng nhau xướng lên chuẩn mực đạo đức Đại học Fulbright nhé. Ok, great. Are you ready? Okay. At Fulbright University Vietnam, là một thành viên của Đại học Fulbright Việt Nam, tôi trở thành một phần của cộng đồng cùng học. Tôi quyết giữ vững những chuẩn mực cao nhất đối với các giá trị đạo đức và tính chính trực. Tôi cam kết ứng xử đúng mực với tất cả lòng trắc ẩn, sự tôn trọng và tính trung thực. Là một thành viên của cộng đồng này, tôi bằng lòng đảm nhận nhiều trách nhiệm khác nhau. Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với công việc học tập và hành vi ứng xử của bản thân. Tôi luôn giữ một tư tưởng cầu tiến và không ngại thay đổi. Tôi cam kết chịu trách nhiệm giữ vững tuyên bố liêm chính trong học thuật và chuẩn mực đạo đức của Đại học Fulbright. Tôi cam kết thực thi một cách nghiêm túc, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề về vi phạm tuyên bố liêm chính trong học thuật và chuẩn mực đạo đức, và khuyến khích các thành viên trong cộng đồng cùng tuân theo. Tôi cam kết chịu trách nhiệm thúc đẩy và duy trì hành vi đạo đức của tôi ở nhà và cả trong xã hội. Tôi cam kết tận tâm cống hiến thời gian và tri thức để định nghĩa lại mối quan hệ học hỏi giữa các thành viên trong cộng đồng cùng học. Tại Fulbright, chúng ta học cùng nhau và học từ nhau. Tôi cam kết sẽ không ngừng tham gia trao đổi ý tưởng mới một cách trung thực và tôn trọng lẫn nhau. Và tôi cam kết không ngừng lắng nghe những quan điểm khác nhau để môi trường học hỏi có thể phát triển một cách phong phú. Vâng, xin cảm ơn và chào mừng các em đến với Đại học Fulbright Việt Nam.
Vâng, xin mời các bạn. Xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân và các bạn sinh viên. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin mời tiến sĩ Ngân ở lại sân khấu một chút. Và chúng tôi rất là vui và cũng rất là vinh dự khi mà lắng nghe cái phần phần đọc và chia sẻ của các bạn ở đây. Thì tôi cảm thấy rất là xúc động vì cách đây 5 năm trước, 4 năm trước thì tôi cũng đã đọc ở cái vai của các bạn và cũng đọc những lời hứa này. Và tôi cũng đã tự hứa với bản thân mình là tôi sẽ luôn luôn tuân thủ và thực hiện cam kết này. Và khi mà chúng ta có một khóa học mới và các bạn đang thực hiện cái lễ rất là quan trọng này, thì xin mời tiến sĩ Ngân chúng ta sẽ đánh trống để chính thức khai giảng năm học đầu tiên của niên khóa 2022-2026 Đại học Fulbright Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân. Và bây giờ chúng tôi rất vui mừng được công bố năm học đầu tiên của khóa học 2022-2026 Trường Đại học Fulbright Việt Nam đã chính thức bắt đầu. Xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng các bạn tân sinh viên. Kính thưa tất cả các quý vị khách quý, thưa tất cả các bạn và các bạn sinh viên khóa học 2022-2026, Trường Đại học Fulbright Việt Nam là một môi trường học thuật mà luôn luôn ủng hộ và hỗ trợ cho tư duy học để suy tư duy. Ở Đại học Fulbright thì các bạn không phải chỉ học kiến thức mà chúng ta còn được khuyến khích để có thể khám phá chính mình, để sống có ý nghĩa và để làm chủ tư duy của mình cũng như tự tạo ra con đường của chính mình, tạo ra thế giới mà các bạn muốn sống trong tương lai. Và tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta, chúng tôi rất vinh dự được chào mừng một diễn giả, một người chưa bao giờ dừng lại để tìm kiếm con đường cho chính mình và sống một cách có ý nghĩa. Tôi thực sự vinh dự được giới thiệu ông Đinh Đức Hoàng lên sân khấu với bài trình bày chính của diễn giả tại chương trình ngày hôm nay. Xin mời ông Đinh Đức Hoàng. Yes, this will be the very first Vietnamese speech in today's convocation ceremony. Yes, and I would ask for 25 minutes of your time. When Madame Đàm Bích Thủy, President of the Fulbright University, invited me to give a keynote speech at the convocation this year, she asked me to talk about a very very interesting topic about how to break down the stereotypes and create the world the way you want it to be. And I was perplexed because I did not know what to talk to you about. Yes, there's an inherent paradox here. I myself against empiricism. And if the goal is to break down the stereotypes, why should you listen to our predecessors? And who in their right mind want to share their experience? Chính tôi đã sống như thế. Chính tôi đã biết đặt câu hỏi và nghi ngờ mọi thứ kinh nghiệm mà người đi trước truyền dạy. Và bây giờ tôi lại bảo các bạn nghe tôi đi, điều hay lẽ phải đây nè, thì rất là dở hơi. Nghịch lý này thì tồn tại khắp nơi, giống như ngay cả chủ nghĩa tự do đến cuối cùng ấy, cũng lại là một hệ thống nguyên tắc ngặt nghèo mà thỉnh thoảng trong lịch sử thì người ta nhân danh chủ nghĩa tự do để áp đặt người khác bằng vũ lực, đúng không ạ? Ai lại đi áp đặt người khác phải tự do lại còn bằng vũ lực, kiểu tự dưng xông vào đấm người ta sưng cả mắt, xong bảo là ai cho phép mày nghĩ thế, mày phải suy nghĩ tự do lên. Thế thì tôi suy nghĩ khá lâu và tôi tự hỏi rằng là điều gì quan trọng nhất mình đã học được trong đời để nói trong cái lễ khai giảng này. Thì tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái khái niệm bằng tiếng Đức. Nó đọc là Bildung Philister. Nó có nghĩa, nó là một khái niệm do Friedrich Nietzsche đề xuất. Nó có nghĩa là trọc phú kiến thức. Năm 19 tuổi thì tôi đọc rất là nhiều triết học. Hồi đó thì chúng tôi không được may mắn như các bạn bây giờ. Internet còn khá là đắt đỏ. Thì năm thứ nhất đại học ấy, thì tôi đi làm thuê cho một công ty truyền thông và tôi thường ngủ đêm ở lại công ty vì ở đấy có điều hòa, có mì ăn liền miễn phí và có máy tính vào Internet. Ở phòng trọ không có cả ba thứ này, đặc biệt là mì ăn liền. Trong những đêm trắng ở văn phòng ấy, thì tôi ăn mì xong ấy, thì tôi đọc Tư bản luận của Marx, tôi đọc Kinh tăng chi bộ của Thích Ca, tôi đọc Đạo đức học của Kant và tôi đọc Zarathustra đã nói như thế của Nietzsche. Tôi nghĩ rằng mình muốn trở thành người giỏi giang mà thì mình phải đọc, và đọc thì phải đọc mấy ông kinh điển cho nó bõ. Thì có những ông như Kant thì tôi một chữ một câu tôi không hiểu. Nhưng mà cuối cùng ấy, thì trong những ngày tháng đấy thì tôi may mắn học được một cái quan điểm từ Nietzsche. Đấy là việc đọc nhiều sẽ chỉ khiến chúng ta trở thành một trọc phú kiến thức, chứ không khiến bạn thành một người giỏi hơn.
Trọc phú kiến thức là cách mô tả dành cho những người đọc rất nhiều sách vở, báo chí, ghi nhớ những kiến thức trong đó và tin rằng nó là của mình. Bạn sẽ gặp những người như vậy ở rất nhiều nơi, đặc biệt là trong xã hội Việt Nam hiện nay, khi mà Internet và mở cửa đến ngang xương và đổ ập vào người ta một mớ tri thức và ai cũng có quyền tin rằng tri thức này là của mình. Các fanpage chuyên tầm trương trích cú, các bạn hot girl khoe vòng eo con kiến kèm những câu chiêm nghiệm rất là deep về cuộc sống đúng không ạ? Các diễn giả cả đời không có một công trình thực tiễn nào nhưng mà lại toàn nói chuyện sách vở phương Tây. Các nhà báo, các học giả lệ thuộc vào việc phải trích lời một danh nhân nào đấy. Bạn sẽ gặp những người như thế ở rất nhiều nơi. Và nó không chỉ diễn ra trong lĩnh vực khoa học. Nếu mà bạn follow đủ số các fanpage và Instagram thì bạn sẽ nhận được một cái rừng tri thức về cuộc đời, về tình người, về cách sống được dẫn lại từ đâu đó. Chúng ta đang sống trong một thời đại của copy and paste. Bạn ấy, ngày mai có thể trở thành một người như thế. Đọc được cái này sướng quá và nghĩ là mình thế là mình hiểu biết hơn người khác rồi. Ngày mai sưng sưng đi hỏi bạn bè là mày có biết vì sao thị trường nhà đất phố Wall, nhà đất Hoa Kỳ và phố Wall sụp đổ năm 2008 không? Tao vừa mới xem xong một bộ phim, hết bộ phim của Michael Moore rất là deep để tao giải thích cho. Trong phố kiến thức này nói chuyện kiểu đấy. Tôi và nhiều thầy ở đây sẽ nói với các bạn rằng kể cả các bạn có xem hết Michael Moore, Adam McKay hay là đọc hết Noam Chomsky thì các bạn cũng chưa biết chuyện gì đã xảy ra ở Mỹ đâu. Phải cho đến lúc các bạn nhìn hệ thống ngân hàng và thị trường bất động sản Việt Nam vận hành ở Việt Nam vào năm 2022 này, bạn mới hiểu chuyện gì đã diễn ra ở Mỹ năm 2008 cơ. Và đó là cách mà tri thức tự thân hình thành. Việc đọc, ghi nhớ và nói lại những tri thức đã viết thành sách vở thì nó không sai, nhưng nó không bao giờ đúng. Bởi vì tri thức thực sự chỉ hình thành thông qua quá trình chiêm nghiệm, trải nghiệm, hấp thụ, tự phản biện, tự luận. Nếu mà Noam Chomsky nói ra câu gì đó dù nó không chê vào đâu được, Nobel Kinh tế mà, nó cũng sẽ chỉ trở thành tri thức của bạn nếu bạn thực sự quan sát, chiêm nghiệm những điều đang diễn ra trong thế giới của mình. Nếu nó không tự hình thành bên trong thì bạn chỉ là người nói nhại lại người khác thôi. Đấy là ý nôm na của Nietzsche khi đề xuất khái niệm trọc phú kiến thức. Tôi may mắn nhớ được điều này vào năm 19 tuổi để tránh trở thành một người như thế. Phải tránh trở thành một người như thế vì sống như một trọc phú kiến thức thì rất là sang trọng. Nói ra những điều mình đã đọc, đã xem, đã nhớ thì có gì mà sai, đúng không ạ? Đứa khác không đọc thì nó ngu chứ, nó thiệt chứ. Tôi chăm chỉ đọc sách, đọc báo, xem phim tài liệu trên Netflix thì tôi có quyền được nói lại những điều trong đó, đúng không ạ? Đó là tri thức của tôi. Các thầy cô ở đây sẽ nói với các bạn rằng có những điều nghe rất đơn giản, thậm chí là sáo mòn, nhưng cho đến khi người ta thực sự trải qua và chiêm nghiệm, họ mới nhận ra rằng đó là tri thức của mình. Để tôi kể cho các bạn một câu chuyện vui. Ở trên tôi nói rằng là trong những năm tháng thanh niên ấy, thì tôi đọc kinh Tăng Chi Bộ của Thích Ca. Trong Tăng Chi Bộ thì có mấy điều Phật dạy các tỳ kheo mà tôi nhớ, mà có một điều mà tôi năm 19 tuổi tôi rất là tâm đắc. Câu đấy là: tâm tư thế giới thời không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thì người nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Câu này để diễn nôm lại thì khá là đơn giản, ngày đấy tôi cũng làm được. Đại loại là chúng ta ấy, thế giới của chúng ta, những điều đang diễn ra xung quanh chúng ta là vô minh, không nên cố gắng đi tìm bản chất. Nếu mà cố hiểu tâm tư của thế giới thì chỉ có phát điên. Chuẩn rồi, tâm đắc, hay. Các bạn nhớ câu này nhé. Bây giờ đến phần câu chuyện. Là có một giai đoạn thì tôi quen hai cô gái. Và tôi không thể quyết định được rằng, tôi không thể quyết định được rằng mình sẽ yêu ai. Cũng không phải là lừa đâu. Vì tôi có nói với một trong hai cô là tôi có người yêu rồi. Và cái cô tạm gọi là thứ ba này thì cô cũng đang có người yêu. Thì cảm mến nhau thì hay gặp gỡ, đi chơi, tụ tập cùng bạn bè chung. Thế nhưng mà rồi là tình cảm thì với cô bạn này thì cứ leo thang thôi. Và đến một lúc thì cả hai bạn gái đều không thể chịu đựng được nữa. Và họ quyết định gặp nhau, nói chuyện cho ra nhẽ. Tôi cũng không biết cuộc gặp diễn ra như thế nào. Nhưng mà đi về thì tôi gặp bạn không chính thức trước. Thì bạn ấy bảo là mình đừng gặp nhau nữa, Hoàng về đi. Thế các bạn biết lúc ấy tôi nói cái gì không? Tôi là trọc phú kiến thức mà. Tôi ngoài 20 tuổi và tôi đang thức đêm đọc sách triết học. Mà tôi tin rằng các cô ấy yêu tôi một phần cũng vì cái tâm hồn trọc phú này. Tôi nói với cô ấy là tâm tư thế giới thời không thể nghĩ đến được. Nếu nghĩ đến thì người nghĩ chỉ có đi đến cuồng loạn và thống khổ thôi. Tôi trích Phật Thích Ca để giải quyết vấn đề ái tình luôn ấy. Thề. Năm đấy tôi sống như thế. Thế xong rồi cô ấy bảo là tớ chẳng hiểu gì cả, bạn về đi. Chuyện sau này thì nó cũng bung bét vì tôi không quay lại với cô chính thức được nữa. 15 năm trôi đi thì bỗng nhiên một ngày chúng tôi gặp lại. Thì chỉ có lúc đấy chỉ còn tình cảm những người bạn cũ thôi.
thì chúng tôi nói chuyện về cuộc sống và tất nhiên cả những điều không nên cố nghĩ đến trong cuộc sống. Rồi bỗng nhiên tôi nhận ra rằng là cả hai chúng tôi lúc đấy mới hiểu cái câu nói năm xưa. Đúng là tâm tư thế giới, thời không thể